Tập 13. Sao vậy? Hì hì, không sao đâu. Coi như kế hoạch thành công rồi. Cái này tất cả những thứ này anh chuẩn bị đó sao? Ngay cả cái lều này cũng là anh tự tay dựng lên. Xem ra cặp đôi mà anh đẩy thuyền sắp tiêu rồi đó. Lúc anh dựng chắc chắn lắm kia mà. Ông chủ, bà chủ. An An. Ông chủ, em xin lỗi. An An, chờ anh với. Có bị thương không? Dạ không. Chỉ là không xem được siêu trăng rồi, đành phải chờ lần sau thôi. Mười tám năm sau. Được. Vậy chúng ta sẽ hẹn 18 năm sau, sẽ cùng nhau ngắm siêu mặt trăng. Tô Nhan Hề ơi là Tô Nhan Hề, không lẽ cô đối với anh ấy bây giờ mà mình gọi điện thoại cho An An, chắc An An không xuống chém mình đâu ha. Thôi kệ đi, muốn bắt sói thì đừng tiếc bản thân. Không hy sinh anh dũng, sao xứng có được mẹ của sắp nhỏ. Bà nội. Hê hê. Hê hê à, con đã làm quà với Tây Thành rồi sao? Bà nội, cháu và Tây Thành chỉ có chút vấn đề nhỏ thôi đã làm bà lo lắng rồi. Bà biết rồi, cháu và Tây Thành nhất định sẽ làm quà với nhau. Cô gái mà bà thích chỉ có chuẩn không sai. Phải rồi, cháu và Tây Thành ở nhà nha. Bà và dì Mai hai người đi một chuyến xa nhà một chút, mấy ngày nữa sẽ về thôi.
Bà, hai người muốn đi đâu? Hay là nói tôi Thành lái xe chở hai người đi? Không cần, không cần đâu. Chỉ là đi thăm họ hàng xa thôi. Nhà của họ có thêm một chắc trai, kêu bà qua đó đang đầy tháng để chúc mừng cho đứa nhỏ thôi mà. Hê hê à, cháu và Tây Thành đó, sống vui vẻ với nhau. Tốt nhất là đợi bà về, để nhà chúng ta có thêm một miệng ăn nữa nha. Có được không? Mong muốn của bà cũng xem như là hoàn thành rồi. Bà nội, hai người muốn về quê sao? Vậy cháu lái xe đưa hai người đi. Không cần, không cần đâu. Bà đi nha. Tạm biệt. Tạm biệt bà. Đi nha. Em có đói không? Muốn ăn gì anh nấu cho em ăn. Hôm nay để em nấu cho. Anh ngồi yên đó là được rồi. Không cần làm gì hết. Nếm thử tay nghề của em. Em. Em chắc là em làm được chứ. Có cần anh giúp không? Em làm được. Đương nhiên là em làm được rồi. Sốc sốc nhỏ của bạn. Đây, tới rồi. Đây là hội nghị anh hùng rau cải. Cái gì? Là tên gọi khác của rau cải xào. Nhưng mà vậy, đây là công thức gia truyền của gia đình em đó. Vừa giữ được sự tươi ngon của rau củ, vừa giàu vitamin và chất dinh dưỡng. Đây, nếm thử đi. Thế sao? Có phải là ngon tới chảy nước mắt không? Công thức gia truyền của hề nhân lầu quả nhiên không tệ. Thì đó, em nói với mẹ em thức ăn nhanh của hề nhân lầu. Sớm phát hiện ra rồi sao? Nhân lúc anh không chú ý đặt đồ ăn, tiếng mở cửa anh đều nghe thấy hết rồi được chưa? Ngoan đi, sau này không cần em phải xuống bếp, anh cũng sẽ đút cho em ăn no mà. Ai cần anh đút chứ, em tự ăn no cũng được mà. Ăn chậm thôi, từ từ. Nè. Ăn chậm thôi, không cần gấp. Tây Thành, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa. Có được không?
Hey hey. Mấy ngày qua cãi nhau với anh, em thực sự rất mệt mỏi. Bị Nam Cung bài xích ở chỗ làm đã đành rồi, lại còn không được anh tin tưởng. Em thực sự ấm ức chết đi được. Anh xin lỗi nha, Hey hey. Em cũng có chỗ không đúng. Em thực sự không nên trực tiếp đối đầu với Nam Cung ở trong công việc như vậy. Dù sao thì kinh nghiệm làm việc của cô ấy tốt hơn em rất nhiều. Nhưng mà em cũng không chịu thua đâu. Chờ ngày mai quay về công ty, em nhất định phát huy thật tốt năng lực của mình, dùng năng lực và tác phẩm chiến thắng cô ấy. Được, anh tin tưởng em. Mau ăn đi. Nè. Vậy em đi trước nha. Đi đi. Cái này là trọng sắc khinh bạn. Có vợ không cần anh em. Cậu nói gì vậy? Nó nhảm đó. Tối hôm qua trên bãi cỏ, lúc thì thế này, lúc thì thế kia. Sao đột nhiên lại... Phó tổng giám đốc Tư Đồ không muốn làm việc ở Hoa Nhan nữa sao? Hôm qua, kể từ lúc anh không bắt máy của em, thì ông chủ như anh em cũng không cần. Có phải là vì bạn thân của Hề Hề hay không? Mau nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì? Ông chủ, một cái túi, một ngày nghỉ tính lương, để em đi theo đuổi bạn gái. Được rồi, cho cậu nghỉ hai ngày, biến đi. Ông chủ vạn tuế. Nhưng mà trước khi sản phẩm mới ra mắt, điện thoại phải luôn giữ liên lạc. Yên tâm đi. Đi nha. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi vẫn không nghe máy. Anh à, điểm đến của anh đã tới rồi. Điện thoại của tôi đâu? Điện thoại đâu rồi? Alo. Alo, An An. Anh làm gì gọi điện cho tôi hoài vậy? Tôi đã nói rồi, đừng suốt ngày quấy rầy tôi. Đưa đây. Anh làm gì vậy? Điện thoại của tôi đâu? Có phải cô lấy rồi không? Đây là điện thoại của tôi. Khi nãy mới lên xe tôi còn hỏi anh có phải tới Kim Tuyền hay không. Anh còn coi điện thoại đọc một lần nữa. Điện thoại vẫn luôn trên người của anh kia mà. Vậy điện thoại của tôi đâu? Làm sao mà tôi biết? Là cô đang cấp điện thoại của tôi. Tôi không có. Nè, cô đừng hòng mà đi. Tôi đã nói cho anh bao nhiêu lần rồi, điện thoại của anh không có ở chỗ của tôi. Đừng hòng đi. Cô không đưa thì không được đi. Anh đừng đụng vào tôi. Cô mà như vậy tôi lục soát người của cô đó. Đồ lưu manh. Anh mà như vậy tôi báo cảnh sát. Cô báo đi. Coi cảnh sát sẽ bắt ai đây. Không nói lý lẽ. Nè, cô đừng có đi. Anh đừng đụng vào tôi. Cô dám chống cự sao? Biến đi.
Em không sao chứ? Anh sao lại ở đây? Thằng chết tiệt, coi chừng đó. Anh muốn làm gì? Đừng có qua đây nha. Đừng có qua đây đó. Muốn làm gì đây? Đừng có qua đây. Đừng có qua đây. Nè Tư Đồ à, cẩn thận đó Tư Đồ. Tư Đồ, Tư Đồ. Tư Đồ, Tư Đồ. Mau tránh ra đi. Đồ khốn, đi chết đi, đi chết đi. Làm gì vậy? Nè, không được đánh nhau. Trả điện thoại cho anh đó. Anh à, có sao không? Đi thôi. Hồi nãy, cảm ơn nha. Không có gì, chuyện nên làm thôi. Có cần tới bệnh viện không? Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Còn nữa, sau này gặp những người say rượu tính tình còn thô lỗ như vậy thì em đừng có nhận, không đáng bao nhiêu đâu. Sau này tôi sẽ cẩn thận. Vậy tôi đi trước nha. An An, anh có chuyện muốn nói với em. Anh bệnh rồi, anh cũng phải uống thuốc. Nhưng em không phải là thuốc của anh. Con người khi bị bệnh thì phải uống thuốc, khi khỏi bệnh thì thuốc không còn cần thiết nữa. Nhưng mà đối với anh mãi mãi cần em. Trước giờ anh chưa từng xem em là đồ thay thế. Em là một người đang sống sờ sờ. Em là Lục An An. Anh thật lòng đó. An An, anh thích em. Anh biết bây giờ em có lẽ không tin, nhưng không sao đâu. Anh chắc chắn sẽ luôn bên cạnh em, cho tới khi em tin anh mới thôi. Về nhà chú ý an toàn đó. Có cần lên nhà bôi chút thuốc hay không? An An, không sao đâu. Anh là đàn ông đích thực. Chút vết thương nhỏ này không là gì hết. Anh tự về nhà tự mình bôi là được rồi. Tuyệt quá. Đúng là đồ ngốc. Anh ế tiếp đi. Đại Mỹ Đông Phương, bộ sưu tập mới Hoa Nhan.
Nhà thiết kế lớn, tăng ca đi. Em tạm thời chưa về được, anh về trước đi. Trả lời có một chữ thôi sao? Đúng là thi ghét. Sức Hoành Thánh có được không? Còn không mau lên đây. Giám đốc Nam Cung, nếu vì lý do trong công việc, vậy thì xin lỗi, bây giờ tăng làm rồi. Nếu vì lý do cá nhân, thì xin lỗi, tôi không có thời gian. Cô không muốn biết tôi và Tây Thành rốt cuộc có mối quan hệ gì sao? Không muốn. Mối quan hệ với hai người là gì? Tôi không muốn biết. Tây Thành nói rồi, hai người là bạn cũ. Nếu đã là quá khứ rồi, thì tôi cũng không muốn quan tâm. Tôi là người mà anh ấy đã từng yêu. Như vậy mà cô cũng cảm thấy không sao sao? Cô không quan tâm, có thể chấp nhận hả? Lúc 150X thì máy vẫn sắc nét. Nhưng nếu lên 225X thì đường viền trở nên mờ đi. Chắc phải gọi lão ký qua chỉnh thử thôi. Phải rồi, số liệu phương vị hôm qua có chép lại chưa? Nam Cung. Hình như là em chép rồi. Đây nè. Phải câu này không? Chỉ có hai cậu thôi sao? Hai người là đang chỉnh kính hay là nhân cơ hội hẹn hò đi? Tây Thành, cậu thực sự thích người ta có đúng không? Cậu thích người ta thì tiến lên đi, còn ngại ngùng gì nữa? Phải không? Phải đó. Mặt trăng máu lần này tuy không thể so sánh với siêu trăng trong truyền thuyết, nhưng đây cũng là thời cơ quan sát rất tốt. Chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội lần này. Tối hôm đó, chúng ta ai là người trực đêm? Là tôi. Vậy thì cậu phải ghi chép cho cẩn thận nha. Không thành vấn đề. Tôi cảm thấy không thể để một cô gái như là Nam Cung đi được. Phải sắp xếp một bạn nam đi cùng. Phải đó. Để một cô gái như vậy đi coi sao được, phải không? Được thôi, vậy tôi cùng trực với Nam Cung. Siêu trăng vốn chỉ là lời hứa giữa tôi và Tây Thành. Cô tưởng giành được anh ấy thì cô có thể có được anh ấy sao? Cô tưởng sống trong nhà họ Cố là có thể bên cạnh anh ấy cả đời sao? Người mà Tây Thành giấu trong tim là tôi, không phải là cô đâu. Người anh ấy giấu trong tim rốt cuộc là ai? Chỉ có một mình anh ấy biết. Chuyện giữa hai người Tây Thành sẽ tự nói cho tôi nghe. Cô không cần phải nhắc lại những chuyện đã cũ đó với tôi đâu. Nam Cung,
Sao vậy? Lại gặp khó khăn trong công việc hay sao? Hay là còn không phải vì cô Hạ của anh sao? Em thật không ngờ đó. Bên ngoài cô ta có vẻ yếu đuối, nhưng con người thật là cứng đầu. Thậm chí còn dám cắn răng chống trả trước mặt của em. Được thôi, đem cho cô ta thấy rốt cuộc ai cứng hơn ai. Nam Cung, đừng tiếp tục như vậy nữa. Cứ tiếp tục như vậy chỉ có hai người tổn thương thôi. Hoặc là người tổn thương chính là em. Anh đứng về phía em đúng không? Nam Cung, nếu như anh đứng về phía em thì đừng có cản em nữa. Nếu như cuộc chiến này em thua thì em sẽ không còn gì hết. Lấy xe đi, đưa em tới chỗ này. Em muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về em. Đây là cơ hội cuối cùng của em. Em không thể thua. Em tuyệt đối không thể thua được. Sao còn chưa lên nữa? Sao giờ em mới lên tới? Thiết kế sản phẩm không cần gấp gáp vậy đâu. Thời gian ra mắt vẫn còn khá lâu mà. Nè, sao vậy? Có chuyện gì hả? Người bên bộ phận phát triển ăn hiếp em sao? Hay Nam Quân đã nói gì với em rồi? Để anh kêu Tư Đồ kêu cô ấy qua đi. Em tin anh. Cái gì? Cố Tây Thành. Em tin anh. Nếu Nam Cung Lưu Ly là người yêu cũ của anh thì xin anh xử lý mối quan hệ với cô ấy cho tốt, rồi hãy tới tìm em.